Mới đây, trước tình hình mất việc làm ngày càng tăng tại Argentina, các công đoàn lao động của nước này đã xuống đường biểu tình, yêu cầu phải có thêm việc làm và phản đối các chính sách kinh tế của Tổng thống Mauricio Macri. Hàng chục ngàn công nhân đã tập trung tại khu di tích lịch sử Plaza de Mayo để phản đối chủ trương giảm chi phí lao động để thu hút đầu tư và khôi phục lại nền kinh tế từ cuộc suy thoái vào nửa cuối năm ngoái của Tổng thống Mauricio Macri. Tại cuộc biểu tình, đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động cho biết sẽ họp vào cuối tháng 9 để bàn về việc đình công trong thời gian sắp tới nếu như chính phủ vẫn tiếp tục ủng hộ chính sách này. Nếu chính phủ nghĩ rằng việc giảm lương, giảm việc làm, điều kiện sống bấp bênh và phá hoại các công đoàn sẽ thu hút thêm đầu tư vào nước ta, thì chúng tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn sai. Trong một cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Macri cho biết chính phủ Argentina đang đàm phán để có thể đạt được một thỏa thuận lao động theo ngành, chứ không phải thực hiện cải cách toàn diện lao động như những gì đã phê duyệt tại nước láng giềng Brazil trước đó.